Let's go out and relax. Seem to be alive. Break the chains, and our freedom's lost its ache. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends để mà chúng ta cùng đến với gameplay video clip về Arcanine Cẩm Y Vệ, một trong những cái vị tướng tanker rất được trọng dụng trong những cái trận đấu rank thần thoại và vinh quang thần thoại, mà không phải là Khufra hay là Atlas đâu anh em ạ, đó chính là Arcanine anh em nha. Và đây có lẽ rằng là cái video clip gameplay đầu tiên mà nhảy vào nè, hóa đá gái nhẹ để cứu đó là cái vị tướng Roger khỏi cái tình huống suýt chút nữa là bị chiến công đầu đến từ Franco và Yi Sanxin. Ok, thì đây chính là cái anh chàng Akai, một trong những cái vị tướng tanker rất được trọng dụng. Đó không phải là Khufra, đó không phải là Atlas, mà ở thời điểm hiện tại Akai mới là cái vị tướng đang được sử dụng rất nhiều. Và tại sao lại như vậy thì anh em hãy cùng tìm hiểu ở trong cái video clip này của Mỡ nha. Thì cá nhân Mỡ cho rằng là khoan, chúng ta sẽ chia sẻ về cái trang phục Cẩm Y Vệ, một trong những cái trang phục đắt tiền nhất của cái vị tướng Akai này đã. Anh ta có cho mình một cái bộ đồ giống như kiểu các vị quan thời xưa ấy, những cái anh chàng Cẩm Y Vệ mà canh gác hoàng cung. Nhưng mà Cẩm Y Vệ này nghe chừng là ăn hơi nhiều, nó hơi bị bếu anh em ạ. Cầm cho mình một cái thanh gọi là thanh Đại Long Đao đúng nhỉ? Đại Long Đao anh em ạ. Và cái con cóc, cái hoạt cảnh ở trong hoạt cảnh xuất hiện, chúng ta có thể thấy cái con cóc cũng cực kỳ là ngầu lòi ở trong cái trang phục Cẩm Y Vệ của cái vị tướng Akai. Di chuyển xuống đường dưới cùng với Karita và Alice đang là vây bắt lấy cái vị tướng Savannah này. Cô ta bị hất tung, mặc dù có phải một trận phản kích nhưng 3-1 thì không chột, cũng quê quá cứng đến từ vị trí của A Mỡ. Và Mỡ hất tung đâu đó là Karita hất tung được cái vị tướng Savannah lên, và cuối cùng cô ta đã bị hạ gục. Và chúng ta có thể thấy được rằng cái phẩm chất của cái vị tướng Akai này tham gia giao tranh đầu game, dĩ nhiên là nó chẳng kém gì Khufra và dĩ nhiên nó chẳng kém gì Atlas cả. Nhưng kịch hay còn chờ phía sau, và chúng ta sẽ phải chờ đến cái level 4 để mà cho anh em thấy được rằng cái con Akai này nó khó chịu hơn Atlas cũng như là Khufra đến cỡ nào. Thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái bộ kỹ năng của cái vị tướng này xem. Và cũng bởi vì đây là lần đầu Mỡ làm video clip về Akai trên kênh của Mỡ, cho nên chúng ta sẽ cùng đi chi tiết một chút xíu ha. Rồi, thì cái nội tại thái cực quyền của cái vị tướng Akai này rất đơn giản. Cứ mỗi lần thi triển kỹ năng thì cái vị tướng Akai này sẽ nhận được một cái lượng giáp ảo tương ứng theo phần trăm máu của cái vị tướng này. Hình như nó rơi vào khoảng từ 5-6% máu anh em ạ. Cho nên, đó anh em thấy không? Cứ mỗi lần thi triển kỹ năng là Akai sẽ tạo ra được một cái lượng giáp ảo để giúp cho cái vị tướng này có thể gọi là chống chịu những cái lượng sát thương và lao lên gọi là tung chiêu thức để mà câu kéo kỹ năng giúp cho đồng đội của mình. Chiêu thứ nhất của Akai có tên gọi là cái đội ngàn cân. Như anh em có thể thấy, Akai lao đến một cái vùng chỉ định rất xa, gây sát thương, đó kèm theo làm chậm. Và cái kỹ năng đầu tiên của Akai nó sẽ phù hợp với cái chiêu thứ hai hỗn nguyên phá của cái vị tướng này. Khi mà Akai nếu như mà nhảy vào những cái mục tiêu mà đang bị dính hiệu ứng của chiêu thứ hai hỗn nguyên phá là Akai sẽ làm choáng chúng luôn trong một giây. Chiêu thứ hai của Akai thì rất đơn giản, Akai ném ra một cái đòn tấn công theo đường thẳng gây sát thương. Và dĩ nhiên nếu như mà chúng ta dùng chiêu một mà chúng kẻ địch ý, như trong tình huống này này, là chúng ta có thể làm choáng được. Và Mỡ đã làm choáng được cái vị tướng Genevieve và đang dồn sát thương, cố được cái mạng gục đến từ cái vị tướng Genevieve của Alice. Mỡ dùng chiêu cuối vũ điệu báo tố, dồn đó là Franco vào tường và anh ta đã bị bay màu. Akai có được cái double kill trong cái tình huống mà cô ta đang bị ba thằng vị tí bạ truy đuổi, mà nhảy thẳng vào trụ luôn này. Quá anh đến từ cái con Leslie. Nhưng về cơ bản là bởi vì cô ta có chiêu một dạng ẩn thân cho nên cô ta không bị hạ gục. Và đây mới chính là cái mạng hạ gục của Roger dành cho Leslie. Một cái pha nhảy vào quá là kinh khủng đến từ Akai, khiến cho cái cô nàng Leslie này bị giật mình. Và Mỡ có được cái mạng hỗ trợ thứ tư trong cái trận đấu này. Lúc nãy Mỡ đang chia sẻ nốt cái kỹ năng thứ hai đúng không? Thì cái hỗn nguyên phá của cái con Akai này nó không chỉ cộng hưởng với chiêu thứ nhất đâu, mà nó còn có một cái rất là thú vị, đó là nếu như Akai tấn công lên những cái mục tiêu đang bị dính cái hiệu ứng của cái hỗn nguyên phá là nó cũng sẽ gây sát thương tương ứng theo cái phần trăm máu tối đa của Akai, hình như là cũng khoảng độ từ 56% anh em ạ. Đó, tức là Akai máu càng to thì đánh lên những cái mục tiêu gọi là bị dính hiệu ứng của skill 2 thì càng thấm anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái chiêu cuối của Akai có tên
tên gọi là cái vũ điệu bão tố. Với cái kỹ năng này, Akai sẽ có thể khống chế đối phương lên đến 3.5 giây. Mà cái kỹ năng này hồi chiêu rất là nhanh và không hề khó sử dụng một chút xíu nào cả. Bên cạnh đó, Akai còn có cho mình đó là cái khả năng miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Và thậm chí rằng là hình như mỡ có nhớ ý, là nếu như Akai đang bị một cái kỹ năng áp chế nào đó mà thi triển ý, ví dụ như là cái con Kaza hoặc là con Franco ấy, thì cái chiêu này vẫn thi triển được, chẳng qua là Akai sẽ bị ấy thôi, sẽ bị khống chế mà thôi. Tức là vẫn đang bị khống chế nhưng chiêu cuối vẫn có thể kích hoạt được. Nó kinh khủng đến là như vậy mà mỡ sẽ di chuyển lên đường trên. Mục tiêu của mỡ đang là các thành viên team bạn và đang cover cho Alice. Cô ta đang đánh khá hổ báo. Đây là cái trận đấu, một trong những cái trận đấu quyết định để giúp cho mỡ lên được cái mức rank vinh quang thần thoại ở mùa giải thứ 18 này anh em nha. Và đây này, không làm choáng được Alice bởi vì đó là một cái pha gọi là nào mỡ chạy lại gần, mỡ hóa đá lại đây rồi, làm chậm đến Trucha, sử dụng cái chiêu cuối vũ điệu bão tố, khống chế trong 3.5 giây, sát thương dồn vào là không có, nhưng chiêu một của mỡ đã hồi và mỡ có được cái mạng đầu tiên cho riêng mình. Team bạn đang tập trung 3 thành viên ở đây, mỡ đang bị khống chế, mỡ đang áp chế, nhưng đừng quên mỡ còn chiêu một nhảy một tầng nè. Một cái lượng giáp ảo được tạo ra là quá khó chịu đến từ cái vị tướng Akai này đã giúp cho mỡ thoát được khỏi cái lượng sát thương quá là kinh khủng đến từ 4 thành viên team bạn. Và anh em biết được rằng tại sao cái con Akai này trong những trận đấu rank cao nó được ưa dùng chưa ạ? Khả năng chống chịu là có, khả năng tham gia giao tranh là có, cơ động là có, hiệu ứng khống chế là có, và quan trọng nhất là cái kỹ năng áp chế nó biến cái con Akai này trở thành tanker bá nhất ở trong Mobile Legends. Có cái kỹ năng áp chế có thể nói là cực kỳ tuyệt vời, với khả năng với khả năng gọi là khống chế được nhiều mục tiêu, mà cái thời gian khống chế nó quá là lâu, lên đến 3.5 giây anh em ạ. Một cái khoảng thời gian quá là kinh khủng, khiến cho bất kỳ những cái đối thủ nào khi mà đối đầu với Akai bắt buộc sử dụng cho mình đó là cái phép bổ trợ thanh tẩy thì mới có thể thoát được khỏi cái khả năng khống chế rất khó chịu đến từ Akai. Còn ở đây mỡ nhảy ra khống chế được Saivana, mỡ đẩy thẳng cái con Franco vào tường để cho nó xem ai mới là tanker đích thực, và Franco lên bảng điểm số. Ở đây là Saivana đang chạy về, cô ta chạy trong cái sự tuyệt vọng bởi vì cái nhìn cái con Akai này là đã kiểu không muốn chơi ấy. Và quan trọng nhất ý, là chiêu cuối của Akai hồi quá nhanh. Thời gian hồi chiêu của chiêu cuối nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm từ 30 đến 33 giây thôi. Mà anh em cứ tưởng tượng mà xem, với cái thời gian hồi chiêu nó nhanh như vậy thì cái việc Akai có thể tham gia giao tranh liên tục có thể nói là gần như là easy luôn. Anh em thấy không ạ? Giao tranh đường dưới, chạy ra đường giữa tí rồi di chuyển lên đường trên. Thời gian hồi chiêu của chiêu cuối chỉ còn đó là 6 giây mà thôi. Hỏi sao một cái thằng mà chưa bao giờ chơi Akai mà mới chỉ chơi lần đầu như mỡ nó còn tạo ra được cái tầm ảnh hưởng như thế này mà anh em. 106 là KDA mà mỡ đang có ở thời điểm hiện tại, và liên tục là đi check bụi, đảo đường, check map. Ở đây là có lẽ là ui, bắn tiệc cực đại là hơi sai bởi vì bị hòa đá, bị hất vào tường và ui. Thề với anh em, chơi con Akai này mặc dù là mỡ chơi tấu hài nhưng chơi là quá dễ đi, bởi vì chỉ cần di chuyển đến đâu là có bạn đến đấy. Mỡ không quá là phải phụ thuộc vào Roger bên phía team mỡ, nhưng mà nhắc đến Roger thì anh ta cũng đã là bay màu rồi. Với pha di chuyển thẳng vào trong trụ team bạn, có lẽ rằng anh ta bị Franco cắn, anh ta bị áp chế cho nên anh ta đã là bay màu. Ok, chắc là mỡ sẽ chờ Roger về, chờ Roger hồi sinh, sau đó sẽ đi theo Roger anh em ạ. Sau đó là mỡ sẽ về nhà này, hồi lại cho mình đó là cái lượng mana. Chơi con Akai này thì anh em có thể lên cái set trang bị ở góc dưới bên trái, và anh em có thể lên những cái trang bị tăng nhiều lượng máu cho cái vị tướng Akai này anh em nha. Bởi vì máu của Akai càng nhiều thì cái lượng sát thương đến từ cái đòn đánh của Akai khi mà được kích hoạt cái chiêu thứ hai nó sẽ là càng đau. Và thêm vào đó là cái lượng giáp ảo mà Akai nhận được đến từ cái nội tại Thái Cực Quyền là nó càng lớn. Ở đây này, ui, mỡ đứng giữa ba thành viên team bạn luôn, có vẻ như rằng là họ không muốn đánh mỡ bởi mỡ quá khó chịu. Mỡ nhảy thẳng vào đây đang tìm lấy cái vị tướng Leslie, cô ta phải tức biến khỏi cái tầm thi triển chiêu cuối của mỡ, và đó cũng làm cái pha thi triển hợp lý. Kéo mỡ chiêu cuối kích hoạt này, anh em nhìn kìa, chiêu cuối được kích hoạt kìa, nhưng nó bị gắt lại rồi. Bởi vì lý do vì sao thì có lẽ rằng là mỡ đã cancel cái chiêu cuối đấy, nhưng team bạn dồn sát thương vào tanker là quá sai lầm đi. Mỡ nhảy vào gom thêm đàm và team của mỡ khiến cho ba thành viên team bạn lên bảng điểm số, đó là Genevieve, đó là Franco và thậm chí là Yi San Xin cũng lên bảng bay màu luôn. Team bạn trong cái pha giờ ui, chim mồi anh em ạ, chim mồi anh em đấy, khẳng định với anh em cái phát vừa xong là chim mồi. Bởi vì mỡ thấy team bạn mới lên bảng có 4 thành viên thôi, chỉ còn Saivana chẳng lẽ lại không lên bảng nốt, và nó chỉ có chờ những cái con nào ít máu nó ra nó vô thôi. Và Akai là mỡ làm cái phiên bản chim mồi phiên bản bự anh em ạ, và đã câu được cái con cá Saivana, và có đó tiễn team bạn lên bảng 5 thành viên, một cái tình huống quen sạch, có thể nói là hợp con nhà bà nhí. Ok, mỡ cũng thật ra cái tình huống đấy thì mỡ cũng không nghĩ là mình sẽ chim mồi đâu, chỉ là mỡ thấy mình còn ít máu mình ra mình phá trụ thôi. Ok,
Rồi không sao, chúng ta đang có một cái KDA nó khá là đẹp, 1, 1 và 10. Rồi ở thời điểm hiện tại sẽ là đánh cẩn thận một chút xíu, bởi vì đang làm video clip để up cho anh em xem mà. Mức rank của mỡ ở thời điểm hiện tại đang là 500 bao nhiêu điểm á. Mỡ gần lên đến vinh quang thần thoại rồi. Và lên đến vinh quang thần thoại thôi cũng đã là cái mục tiêu của mỡ ở cái mùa này, không hơn cũng không kém. Bởi vì là mỡ là người chơi solo rank, đánh được lên tầm gọi là 600, thật ra là đánh hơn cũng được anh em ạ. Nhưng mà hơn thì cũng chẳng làm gì cả, hơn cũng chẳng làm gì cả anh em ạ. Đó là cái mục tiêu của mỡ. Rồi, mà không biết mục tiêu của anh em như thế nào và ở thời điểm hiện tại anh em đang ở cái mức rank gì rồi thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip cho mỡ nha. Còn ở đây, đẩy cái Genevieve vào tường quá khó chịu đến từ bộ kỹ năng của Akai. Mỡ không cần phải thi triển chiêu 1 hay chiêu 2 làm gì cả, chỉ cần nhảy lên với cái đội ngàn cân của mình và sau đó dùng cái chiêu cuối Thái Cực Quyền, à đâu, cái chiêu cuối Vũ Điệu Bao Tố ép kẻ địch vào tường. Ở đây là Genevieve và cô ta đã phải bay màu. Team bạn mất đi đấu sĩ, chỉ còn lại 4 thành viên, trong số đó đã là 2 con xạ thủ rồi thì ăn được bằng cái lông nách. À, thậm chí lại còn phải có một cái con gọi là tanker tệ nhất Mobile Legends ở thời điểm hiện tại là Franco nữa, thì khẳng định với anh em là trong những pha giao tranh tổng, team bạn là auto mất lợi thế. Bởi vì Franco tanh ai, đánh ai, Franco lao lên được vào ai? Câu trả lời ở đây là không vào ai cả. Và bởi vì team bạn không có tanh mở giao tranh, cho nên team bạn đang bị dẫn trước với cái chỉ số kê đây là 21 và 10. Và khẳng định với anh em nếu thay con Franco bằng con khác ý, thì team bạn còn có cơ thắng cơ. Còn ở đây, câu trả lời ở đây là không. Franco lên bảng điểm số, Genevieve lên bảng điểm số, team bạn sẽ mất đi nốt Savannah trong cái tình huống này. Và chỉ còn lại con Yi San Xin và con Leslie thôi anh em ạ. Rồi đứng tấu 2 để thằng Roger nó bớ được. Và Leslie cũng lên bảng điểm số, Yi San Xin lại còn một mình thân anh thế em. Và cuối cùng anh ta cũng đã phải bất lực, đường giữa đang bị đẩy, anh ta không dám chạy ra. Mỡ nhảy vào thị uy này anh em này, mỡ nhảy vào thị uy này, đây này, biểu tượng cảm xúc các thứ các kiểu này. Thế là team bạn thua rồi. Ê, ok, trên đây là mỡ muốn chia sẻ với anh em, đó là gameplay về Akai cầm y vệ, một cái vị tướng tanker rất được ưa dùng trong những cái trận đấu thần thoại và vinh quang thần thoại, không chỉ ở Việt Nam cũng ở trên đấu trường quốc tế. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh nhà, và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.